Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với chúng tôi để biên tập viên chúng tôi có thêm những động lực mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất kinh hoàng chặn đứng một con đường ở Trung Quốc. Một trận lở đất kinh hoàng xảy ra hôm qua đã chặn đứng một con đường ven sườn núi ở phía bắc của Trung Quốc. Đoạn video được quay lại tại một con đường uốn quanh sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm qua. Khoảnh khắc kinh hoàng đột ngột xảy ra khi lở núi bắt đầu vỡ. Sau khi đó, khối núi đất đá khổng lồ trượt xuống chắn ngang con đường và rơi xuống dòng sông bên cạnh. Các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường đã dừng lại kịp thời để tránh vụ sạt lở. Do địa hình ngọn núi có dấu hiệu không ổn định, nên các nhà chức trách địa phương đã triển khai các biện pháp cần thiết để đề phòng sạt lở xảy ra một lần nữa. Cũng trong ngày hôm qua, The State Times đưa tin, các nhà chức trách Thiểm Tây và Sơn Tây ở miền Bắc của Trung Quốc đã buộc phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp trong điều kiện thời tiết bất lợi với mưa lớn kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng. Ủy ban Quốc gia Trung Quốc về giảm nhẹ thiên tai, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã cử các đội đến cứu trợ, giúp đỡ và giảm thiểu thiệt hại ở khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến ngày hôm qua, chỉ riêng ở Sơn Tây đã có 1,75 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 120.100 người đã phải đi sơ tán. Thông tin báo cáo cho biết, 17.000 ngôi nhà ở Sơn Tây đã bị tàn phá, trong khi những vùng đất nông nghiệp rộng lớn đang ngập trong nước lũ. 60 mỏ than buộc phải tạm dừng hoạt động do mưa bão và đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ lụt. Tỉnh Thiểm Tây cũng ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa bão, với ít nhất 70.000 người đã phải di rời do lở đất và lũ lụt. Tại cùng khu vực nơi đoạn video được ghi lại, ít nhất 12 người đã thiệt mạng. Theo South China Morning Post, Trung Quốc đã chứng kiến các trận mưa lớn gia tăng đáng kể từ đầu năm 2023. Một báo cáo do Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố ngày hôm qua cho biết, mưa lớn xối xả và lũ lụt là nguyên nhân chủ yếu chiếm 70% trong số 792 người chết hoặc mất tích trong các thảm họa thiên nhiên từ tháng 1 đến nay. Đập Tam Hiệp vỡ, Việt Nam sẽ ra sao? Xin chào quý vị và các bạn, gần đây truyền thông nói về đập Tam Hiệp ngày càng nhiều, trong đó vấn đề chính mà mọi người bàn tán chủ yếu là đập có thể vỡ hay không. Còn trong video ngày hôm nay, chúng tôi có thể nói về đập Tam Hiệp có vỡ hay không, tại vì mình không phải là chuyên gia về thủy điện, cũng không biết chính xác tình trạng hiện tại của đập như thế nào. Cái mình quan tâm là giả sử đập có bị vỡ thì liệu rằng Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Đọc trên mạng thấy rất nhiều bạn có vẻ rất hả hê nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Mình thì cũng không ưa anh bạn láng giềng này lắm, nhưng cũng không đến nỗi mong cho đập Tam Hiệp vỡ, cũng không vui vẻ gì về việc đó. Bởi vì đâu thì cũng là con người cả, cái chúng ta không thích là hành động của chính quyền, chứ người dân vô tội của Trung Quốc chẳng có lỗi gì cả. Vậy nên mình cũng không mong họ sẽ gặp phải tai họa. Nhưng không chỉ có như vậy, nếu đập Tam Hiệp mà vỡ thì theo chúng tôi Việt Nam cũng sẽ không được bình yên cho lắm. Tại sao lại như vậy? Có phải dòng nước đó sẽ chảy xuống Việt Nam và hủy hoại một vùng đất nào đó? Không phải đâu các bạn ạ. Hạ lưu sông Trường Giang nằm hoàn toàn trên đất của Trung Quốc và nó rất xa với Việt Nam. Thế nên đập có vỡ thì cũng chẳng có giọt nước nào chảy đến Việt Nam và gây hại cho người dân Việt Nam cả. Các chuyên gia xuất hiện trên truyền thông cũng đã khẳng định nhiều lần về vấn đề này. Thế nên Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm về tác hại của dòng nước nếu vỡ đập. Mặc dù nước không chảy đến Việt Nam, nhưng không phải Việt Nam sẽ bình yên, mà ngược lại, tác động của việc vỡ đập thậm chí có thể đi sâu vào từng gia đình của Việt Nam. Trước khi đi vào cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về sự thật khủng khiếp mà đập Tam Hiệp có thể vỡ gây ra. Đập Tam Hiệp được xây dựng vào năm 1994, hoàn thành vào năm 2012. Như vậy thì tính sơ sơ, nó cũng có 11 tuổi rồi. Đập Tam Hiệp có 32 tổ máy và 2 máy phát nhỏ, tổng công suất là 22.500 MW, gần gấp 9 lần thủy điện Sơn La lớn nhất của Việt Nam là 2.400 MW. Đập được làm từ bê tông và thép, có chiều dài 2.355 m và đỉnh cao 185 m so với mực nước biển. Công trình được sử dụng tới 27,2 triệu mét khối bê tông, 463.000 tấn thép, đủ để xây 63 tòa tháp Eiffel và đào tới 102,6 triệu mét khối đất. Quan trọng nhất là hồ thủy điện của đập Tam Hiệp có sức chứa tới 39 tỷ mét khối nước. Và một khi đập vỡ, lượng nước này sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ, cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi mà nó lao ra biển. Ước tính chắc chắn sẽ có 1 triệu người bị nước cuốn trôi, từ 400 đến 600 triệu người khác nằm trong tầm ảnh hưởng và bị đe dọa bởi dòng nước khủng khiếp này. Nhiều thành phố lớn hàng đầu của Trung Quốc như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ bị chìm ngập trong nước và ít nhất 1/3 nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị hủy hoại. Thế thì nó có liên quan gì đến Việt Nam? Chúng ta hãy cùng xem số liệu sau. Năm 2019, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 517,26 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu 264,19 tỷ và nhập khẩu 253,7 tỷ. Trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường lớn nhất và duy nhất, kim ngạch giữa hai nước đạt trên 100 tỷ USD. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đạt 116,866 tỷ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam là 41,4 tỷ và nhập khẩu là 74,5 tỷ. Như vậy, riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm 22,6 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
còn đối với nhập khẩu thì cao hơn tới 30%. Nếu 1/3 nền kinh tế của Trung Quốc bị phá hủy, tính trung bình Việt Nam sẽ bị thiệt hại khoảng 7,5% về xuất khẩu và 10% về nhập khẩu. Nghe thì có vẻ ít nhưng thực ra đó là một con số rất khủng khiếp. Sẽ có hàng trăm hàng nghìn công ty ở Việt Nam không nhập được thiết bị, nguyên liệu để sản xuất. Hàng nghìn công ty khác sản xuất ra hàng hóa không thể bán được sang Trung Quốc. Và như vậy thì sẽ có nhiều nghìn công ty bị phá sản và rất nhiều người công nhân bị mất việc làm. Hiện tại Việt Nam có 54 triệu lao động, nếu xuất khẩu giảm 7,5%, nhập khẩu giảm 10%. Tính trung bình nền kinh tế sẽ thiệt hại khoảng 8,5%, tương đương sẽ có khoảng 8,5% cơ hội việc làm bị biến mất. Lại tính trung bình thì sẽ có khoảng 5 triệu người bị mất việc làm, một con số quá khủng khiếp. Chúng ta không cần lo đến 5 triệu người, chỉ cần một nửa trong số đó là 2 triệu người thôi thì đã là một xác số rất lớn rồi. Đó là chưa nói đến có thể kéo theo khủng hoảng về kinh tế làm mọi thứ tồi tệ hơn. Mặc dù đây chỉ là suy luận dựa trên số liệu, còn thực tế có thể khác xa rất nhiều. Video chỉ mang tính chất để tham khảo, nhưng như vậy cũng đủ thấy đập tam hiệp mà vỡ thì đừng nói rằng Việt Nam sẽ không sao. Khi mà kinh tế của Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc thì chúng ta sẽ còn phải cùng Trung Quốc lo lắng về cái đập tam hiệp. Thế nên mình vẫn mong sẽ không có cái nào bị vỡ cả và sẽ không có những người dân vô tội phải gánh hậu quả tồi tệ nào xảy ra. Động đất cực mạnh, lở đất kinh hoàng, sập ngay hầm than tại Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây một trận lở đất xảy ra ngay sau vụ sập hầm khai thác than ở vùng Nội Mông của Trung Quốc đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người mất tích. Báo chí trong nước đưa tin ngày hôm qua cho biết, vụ sập hầm xảy ra vào ngày hôm trước tại khu mỏ Lộ Thiên ở thị trấn Asalis thuộc điều hành của công ty Sisenco Mining. Sau vụ sập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích và chữa trị cho những người bị thương. Tuy nhiên, vụ lở đất xảy ra trong tối ngày hôm trước khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Đến sáng nay vẫn chưa thể nối lại. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong trong trận lở đất. Than là nguồn năng lượng quan trọng ở Trung Quốc, nhưng hầm khai thác than ở nước này thường xuyên xảy ra sự cố, chủ yếu do thực hiện không nghiêm tiêu chuẩn an toàn. Nội Mông là một vùng khai thác than lớn. Trong năm qua, các mỏ than ở Trung Quốc nỗ lực tăng sản lượng sau khi chính phủ chỉ đạo phải tăng nguồn cung cấp để bình ổn giá. Trước khi xảy ra lở đất lớn, 4 nhóm cứu hộ bao gồm 109 người tham gia tìm kiếm cứu nạn bị mắc kẹt. Giới chức cũng đã điều 238 lính cứu hỏa, 41 xe cứu hỏa, 9 chú chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm. Dự kiến sẽ có 200 người nữa được điều đến để hỗ trợ trong ngày hôm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng chỉ đạo nhanh chóng điều tra nguyên nhân sập hầm. Vụ tai nạn đang là chủ đề nổi bật nhất trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết hầu hết những người bị mất tích là lái xe tải và máy xúc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thì một trận động đất khác khoảng 7,2 độ Richter cũng đã làm rung chuyển Tajikistan vào ngày hôm qua. Trận động đất nói trên đã xảy ra vào lúc 7 giờ 8 phút theo giờ Trung Quốc ở độ sâu 10 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn đưa tin tâm chấn cách đường biên giới gần nhất với Trung Quốc khoảng 82 km và có thể cảm nhận rõ được ở một số khu vực của tự trị Tân Cương Trung Quốc, bao gồm Kaisa, Aschot. Bộ phận đường sắt của Tân Cương đã yêu cầu dừng tất cả các chuyến tàu chở khách chạy trên đoạn Otsu đến Kaska của tuyến đường sắt Nam Tân Cương, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc vẫn bình thường ở Kaska sau trận động đất theo Tân Hoa xã. Còn theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, chính quyền địa phương đang kiểm tra các cây cầu, đường hầm và các thiết bị tín hiệu. Trong khi đó, một thông báo từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một đoạn động đất đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng ngày hôm qua. Trong khi đó, trận động đất mạnh nhất đo được 6,8 độ Richter. Nhiều người có thể cảm nhận được trận động đất ở thủ đô Busan, nhưng tâm chấn của nó nằm ở phía đông Tajikistan, gần biên giới với Trung Quốc. Khu vực này có dân cư thưa thớt nhưng lại có hồ Sarit, nếu mà vỡ có khả năng gây ra ngập lụt các khu vực rộng lớn ở một số quốc gia. Ngoài ra, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cũng đưa ra thông tin về một số trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển một khu vực hẻo lánh ít dân cư của Tajikistan gần khu vực Tân Cương của Trung Quốc cũng vào sớm ngày hôm qua. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có đóng góp cho chương trình, hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời đối đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.